Quý vị và các bạn thân mến, một nhà văn đã từng nói, những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người. Quả đúng như vậy, sách là nơi con người lưu trữ lại toàn bộ những tri thức, những tinh hoa của trí tuệ xã hội từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sách như một người bạn, một vật phẩm vô giá của nhân loại. Và việc đọc sách dần trở thành một nét đẹp văn hóa vô cùng nhân văn. Trước những xu thế mới của thời đại thì mỗi gia đình muốn xây dựng hạnh phúc phải có những nền tảng truyền thống và sự hòa nhập mới. Sự hiện diện của tủ sách trong gia đình, làng xã sẽ đem đến lại nhiều lợi ích và tạo ra nền tảng để tìm kiếm, trải nghiệm hạnh phúc và nâng cao tri thức trong cộng đồng. Để tăng cường việc đọc sách hiệu quả, phát triển văn hóa đọc trong không gian xóm làng, những cá nhân tiêu biểu của làng Kẻ Xía, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào để toàn thể con em quê hương triển khai, quản lý và sử dụng tủ sách với tên gọi thân thương Tủ sách làng Kẻ Xía. Dự án đã xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện của xóm làng, đặt tủ sách tại nhà ông Trần Nguyên, một gia đình có truyền thống hiếu học, qua đó tuyên truyền, triển khai cụ thể tới toàn thể người dân, phụ huynh và học sinh, phối hợp vận động xã hội hóa xây dựng các tủ sách với nhiều chất liệu, kiểu dáng nghệ thuật có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với mọi lứa tuổi, thích nghi, thị giác của mỗi người. Các tủ sách có kích thước phù hợp với diện tích không gian, có độ cao phù hợp với từng lứa tuổi, thuận tiện và an toàn cho việc bài trí sách. Mỗi tủ sách có danh mục sách để học sinh dễ lựa chọn, có những khẩu hiệu ngắn gọn để khích lệ học sinh đọc sách. Cho đến giữa tháng 12 năm 2021, dự án cơ bản đã được mọi người chung tay huy động từ sự đóng góp của học sinh, phụ huynh, con em quê hương đi làm ăn xa. Sách huy động được phù hợp với mọi lứa tuổi, đảm bảo tính giáo dục cao. Các loại sách được trang bị nhiều nhất là 1. Sách viết về Bác Hồ. 2. Báo truyện thiếu nhi măng non. 3. Sách tài liệu tham khảo các môn học. 4. Sách kỹ năng sống, an toàn giao thông, pháp luật. 5. Kiến thức khoa học, tự nhiên và xã hội. 6. Sách dạy cờ vua, bóng bàn, các loại sách hướng dẫn thể thao. 7. Sách viết về biển đảo, lịch sử địa lý Việt Nam, lịch sử của thế giới. 9. Tạp chí văn hóa tuổi thơ, tạp chí văn học và tuổi trẻ, những bức thư UPU đạt giải. 10. Từ điển tiếng Anh, tiếng Việt, từ điển chính tả, từ điển thành ngữ, tục ngữ. 11. Tác phẩm văn học và các loại thể loại sách khác. Để tủ sách làng Kẻ Xía phát huy tối đa hiệu quả, dự án mong muốn có sự chung tay phát triển của mỗi gia đình, con em quê hương tiếp tục xây dựng kế hoạch tăng cường bổ sung sách, tối ưu hóa các phương án thúc đẩy việc đọc sách và làm theo sách. Dẫu chưa làm lễ khai trương, nhưng tủ sách làng Kẻ Xía đã đón những tín hiệu ban đầu cho thấy ban điều hành đã đi đúng hướng. Trẻ em đã hào hứng đón đọc và mượn gần hàng ngàn cuốn sách từ nhiều nơi đã về với làng. Qua clip này, xin được gửi lời tri ân tới những tấm lòng vàng đã gửi sách về cho tủ sách làng Kẻ Xía. Cảm ơn ông Thái Huy Lĩnh, là người con sinh ra từ làng, là người thầy công tác trong ngành giáo dục với mong muốn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con. Lời kêu gọi thiết thực của ông đã được xây dựng thành dự án có ban điều hành gồm xóm trưởng ông Chuyên Phan, ông Bạch Hưng Thư, ông Nguyên Trần, ông Sang Thái, ông Phan Hồng Thanh Lê, nhà giáo Lão Thành Thái Huy Bích, nhà giáo Lưu Đức Thuyên, nhà giáo Đăng Kích đã tư vấn và đồng hành. Quý vị và các bạn thân mến, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy vai trò vô cùng quan trọng và không thể thay thế của sách đối với đời sống hiện đại. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải biết quý trọng những trang sách, bởi vì đó là nơi kết tụ của tâm hồn, trí tuệ, tâm huyết của bao người thuộc bao thế hệ. Khi viết lên mỗi trang sách, người viết đã gửi gắm vào đó tất cả tình cảm và trí tuệ của mình.
hãy đến với tủ sách làng Kẻ Sía, xóm 5, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để đón đọc những trang sách mênh mông trí tuệ của nhân loại. Sách sẽ mang đến cho các bạn những món quà vô cùng giá trị. Sau đây là các đoạn phỏng vấn nhỏ về không khí trước ngày khai trương tủ sách làng Kẻ Sía. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Rồi, cho các cháu. Chờ thích nhỉ? Đọc truyện đấy thích không? Có. Đấy. Đồ vui à? Đấy, thì bác khỏi cháu nên cho đọc truyện gì đấy? Đấy. Rồi, sắp đặt cái bàn ghế ra đi. Hey, sắp đặt bàn ghế ra đi. Rồi. Nhiều chuyện thích hay. Những cuốn này là đồ vui hả? Chào bà. Chào bà. Dạ. Bà ăn trâu hả? Bây giờ bà hỏi con nghe nhá, con đọc truyền gì đấy? Truyền thế giới robot. Thế giới robot rồi. Rồi con truyền đây là truyền gì? Đấy. Tây du ký. Tây du ký. Con đọc truyền gì đấy? Doraemon. Doraemon. Được truyền này. Hỏi cháu con, cháu là con ai? Thuy Ngã. Thuy Ngã hả? Con cháu. Thế Dương. Cháu Thế Ngã luôn. Thế cháu học lớp mấy rồi? Cháu lớp 2. Cháu lớp 2, con cháu? Lớp 4. Con cháu lớn đến lớp mấy? Lớp 5. 2, 4, 5. Bây giờ là ngày nghỉ, thì khi nào có thời gian rồi là đến đây đọc nhá. Thích không? Con có nhiều sách nữa nhá. Ok, để ta hỏi cháu này cái nào. Cháu đọc chuyện gì đấy? Anh trai và em gái. Anh trai và em gái luôn. Cháu tên gì? Thanh Vĩnh. Thanh Vĩnh, cháu học lớp mấy? Lớp 5. Lớp 5, học ở trường tiểu học Hưng Đào hả? Rồi, tốt quá nhá. Cháu vào đây đọc sách nhá. Rồi, giỏi quá nhá. Thế nào, thích không? Cháu thích đọc những chuyện gì nào? Conan, Doraemon. Rồi những chuyện gì nữa nào? Tỷ quầy thấy không? Tỷ quầy chẳng chút. Yeah. Xem bao giờ? Chưa xem. Doraemon đây này. Đấy, cháu này. Thật đấy. Con là thích cô chú ạ. Thì con thích gì? Con không thích gì cả. Con thì thích gì? Tao thì chỉ thích chơi đá bóng thôi. Đá bóng. Đọc truyện có thích không? Đôi khi thích chú ạ. Đôi khi hả? Mình thích đá bóng hơn hả? Ở nhà cháu cũng có chuyện nhưng mà đọc hết. Ở nhà có chuyện, bên đấy còn nhiều chuyện hơn nữa nhờ. Cháu ở quê ở xóm mấy? Xóm 7 cả chứ. Xóm 7 đạp xe vào đấy một tí nhờ. Đấy. Xóm 7 à. Cháu học lớp mấy nào? Cháu lớn học lớp mấy? Cả hai đều lớp 5 chưa? Lớp 5. Lớp 5 cả. Rồi. Khi nào đọc truyền thích thì vô đấy nhá. Đọc thoải mái nhá. Mời các nói rủ các bạn đến nữa nhá. Dạ. Rồi chưa?